Chào các bạn, Vũ Ly xin chúc sức khỏe tới tất cả mọi người ha. Rồi ở video này tôi xin chia sẻ với các anh chị và các bạn các kế lược tóc chải cổ điển bình dân cho khách tuổi trung niên nha các bạn. Đây là một cái nền tóc tương đối khó nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái sai bên tay trái này nó bung đó các bạn. Đó, các bạn chưa cắt nữa, các bạn thấy nó bung rồi. Rồi ở cái tóc này thì tôi cắt kê lược trước và tỉa sau nha các bạn. Thì cũng ở cái nền tóc này tôi cắt chân viền thấp ha. Này chúng ta cắt chân viền cao nó sẽ bung nó sừng lên các bạn. Ở đây thì tôi kê lược từ ở chân viền tính từ phía trên vành lỗ tai ha lên khoảng 1 cm và chúng ta hướng lược ra ngoài. Cách da đầu về phía chúng ta 35 độ và chúng ta đi tông lên ha. Các bạn nhìn thấy cái cây lực nghiêng 35 độ đi tông lên ha. Dũng cũng vừa cắt và vừa xả luôn cái phía trên nha các bạn. Cắt đuổi phía trên để phá cái tầng đó luôn ha. Rồi cũng chấn viền vào bo viền rồi chấn mai luôn nha các bạn. Rồi cũng cây lực vuốt lại cái tầng đó các bạn cho nó mượt nó ôm xuống luôn ha. Rồi ở phía sau cạnh vành tai này cũng kê lược tương tự nha các bạn. Đó, cũng hướng đầu răng lược về phía chúng ta cách da đầu 35 độ và chúng ta đi tông lên. Đó, tôi cắt cái bước này thật chậm cho các bạn nhìn thấy cái cách kê lược luôn ha. Đó, chúng ta giữ vững cho lược nó yên nha ha. Rồi chúng ta đi tông nha. Rồi chúng ta cắt đuổi lên phía trên để phá luôn cái tầng đó nha các bạn. Đó. Ở đây thì cũng chân viền thấp luôn nha các bạn. Tính từ chân tóc lên 1 cm ha, chúng ta hướng lược ra ngoài và chúng ta đi tầm. Rồi cũng chấn lại cái viền phía sau vành tai này luôn các bạn. Đó. Rồi chúng ta cũng kê lược chúng ta vuốt lại cái viền đó cho nó mượt luôn ha. Rồi ở phía sau đuôi tóc nè các bạn, ở phần gáy này cũng kê lược tương tự ha, cũng chân viền thấp. Chúng ta đi từ viền lên tầm khoảng 2 cm ha, từ chân tóc ở dưới gáy lên khoảng 2 cm. Chúng ta hướng lược ra ngoài, chúng ta đi tông lên. Rồi cũng kê lược làm mượt lại cái nền phía dưới các bạn. Các bạn nhìn thấy cái viền ở dưới đuôi tóc không? Nó nhiều sấy, nó nhiều, nó mọc nó không có thứ tự các bạn. Nó mọc chỉ ngược chỉ xuôi ngang dọc về tùm lum đó. Đây là một cái loại đuôi tóc khó các bạn, ở cái viền ót đó. Rồi chúng ta cũng cắt đuổi cái tầng đó các bạn, đó cho nó mất luôn cái tầng các bạn. Rồi ở cái tóc này thì tôi chấn luôn cái viền ở dưới đuôi óc luôn nha các bạn, đuôi gáy luôn ha. Rồi kê lược làm mượt lại cái viền đó nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nó sấy, cái nó có đường đen. Ở đây thì tôi phải làm mượt lại cái nền nó cho nó cái chân viền nó mượt cho nó đều luôn ha. Rồi ở phía bên tay phải nè các bạn, ở phía sau cạnh bên tay này cũng cắt đối xứng với bên trái này nha các bạn. Ở phía sau cạnh bên tay bên trái này các bạn đi từ chân tóc lên 1 cm thì ở đây cũng tương tự nha các bạn. Đó. Rồi các bạn cũng làm mượt lại cái nền viền ha. Video thì cũng chia sẻ tham khảo nha các anh chị và các bạn. Cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video ủng hộ. Rồi chúng ta cũng kê lược chúng ta cắt đuổi lại phía trên nữa một lần nữa cho nó mượt nó ôm xuống ha, các bạn nhìn thấy rồi. Rồi chấn viền luôn các bạn. Rồi kê lược làm mượt lại cái chân viền đó luôn ha. Rồi chúng ta cũng cắt đuổi phía trên một lần nữa cho cái nền tóc nó mượt xuống luôn ha các bạn. Rồi ở phía trước cạnh vành tai bên phải này, ở sai bên phải này các bạn, chúng ta cũng canh cắt đối xứng với cái vành tai bên trái này ha. Thì cũng tính từ viền lỗ tai lên 1 cm ha các bạn, tránh cái bên cao bên thấp nó cái hiệu ứng của cái đầu nó méo nha các bạn. Rồi chúng ta cũng kê lược chúng ta làm mượt lại cái chân viền và chúng ta cắt đuổi phía trên luôn nha các bạn. Đó, chúng ta cắt xả phía trên để phá cái tầng đó luôn ha. Rồi vuốt lại cái nền chân mai và phía trước mai luôn ha. Rồi
Rồi chúng ta cũng chấn mai luôn nha các bạn, cũng bo viền cạnh vành tay và phía sau vành tay luôn. Rồi bo viền phía trước mai luôn nha các bạn. Rồi kê lượt vuốt lại cái chân mai đó cho nó đều, cho nó mượt luôn ha. Ở đây là cái kiểu này là chải thấp nha các bạn, chải cổ điển nhưng chân viền thấp nền xanh đen ha. Rồi ở cái phần mái này thì tôi cắt bằng tông luôn nha các bạn. Thì cũng có nhiều cách cắt á. Các bạn có thể chải xuống cắt bằng kéo bén và có thể kẹp tay cắt bằng kéo bén. Ở đây thì tôi cắt bằng tông luôn. Thì cái tóc này thì tôi cắt cái mái thì ngang chân mày nha các bạn. Rồi cũng kê lượt và chúng ta chải lượt vô tóc và nâng lên vuông gốc với lòng ra sau luôn phần đỉnh nha các bạn. Đó, cắt những cái ngọn tóc dài đó các bạn nhìn thấy đó. Đó, rồi cho đều hết trên cái giáp cái đỉnh đầu này luôn ha. Từ trước ra sau và lên giữa đỉnh luôn. Rồi chúng ta cũng chải từ giữa đỉnh đầu về bên trái và chúng ta cũng so lại cái bên đó để cắt những cái ngọn tóc dư phủ nha các bạn. Rồi cũng so lại phía trên đỉnh một lần nữa bên sai bên trái đó cho nó đều luôn ha, cho nó bằng nhau với cái phần bên phải này nãy chúng ta đã so rồi. Rồi tóc nào dư các bạn cắt hết, các bạn chừa những cái ngọn, chừa cái tóc ngọn ngắn ở dưới lại nha các bạn. Các bạn đừng cắt xuống sâu quá nó bị lỗi, nó lòi lõm các bạn. Rồi cơ bản thì tôi cũng đã đi xong cái phần tông ở phía trên đó các bạn. Ở đây thì tôi sử dụng kéo tỉa để tôi tỉa lại xung quanh cái form đầu này và cái phần đỉnh ở trên mái cho nó mỏng và nó ôm xuống nha các bạn, do cái tóc này phía trên nó rất dày. Chú ý ở bước này các bạn tỉa ngọn thôi các bạn. Các bạn cái nền tóc này thì nó bung á, các bạn tỉa sâu quá là nó chỉa ra ngoài luôn, cho nên chúng ta chỉ bấm cái phần ngọn thôi. Thì nếu mà tóc dày các bạn có thể bóp hơi khá xíu, 2-3 kéo vậy đó. Chẳng hạn như cái tóc này thì tôi tỉa từ 2-3 kéo đó, mỗi chỗ. Nhưng mà chúng ta tỉa ngọn thì bắt từ lớp chúng ta tỉa ngọn là nó không bao giờ nó lủng nha các bạn. Các bạn đừng có tỉa sâu quá mà bóp một chỗ một và các bạn lấy ra nó lủng lỗ um lum á. Rồi cơ bản chúng ta cũng đã cắt xong ở phía trên đó các bạn. Ở đây là cạo viền cũng là bước cuối cùng để hoàn thành luôn kiểu tóc nha các bạn. Rồi cũng xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi xem video trên kênh của Vũ Ly trong thời gian vừa qua. Cũng xin chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài, vạn sự như ý và thành công trong cuộc sống. Rồi viền hồi nãy thì tôi chấn bằng tông tương đối sắc ha các bạn. Ở đây thì tôi cạo lại những cái tóc con phía dưới viền cho nó sạch sẽ, cho nó nét là đẹp rồi đó. Rồi chấn viền ở sau gáy luôn các bạn. Nãy chúng ta viền sau gáy chúng ta chấn, bây giờ chúng ta cạo cho nó sạch luôn ha. Rồi nếu các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo. Đó, các bạn thấy tôi chấn viền hơi sắc hay chúng ta cạo lại nó rất nhanh các bạn. Đó, chúng ta chỉ vuốt lại những cái tóc con đó là các bạn nhìn thấy cái đường cạo nó thẳng, nó mượt và nó không răng cưa, nó không xích xác nha các bạn. Vành lỗ tai nó tròn luôn, nó không méo ha. Rồi tôi cũng chải lại cái tóc cho hoàn chỉnh để kết thúc luôn cái video nha các bạn. Rồi đây là cái kiểu tóc chải cổ điển bình dân nha các bạn. Mai chấn và phần viền ở sau gáy dưới ót chấn luôn nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy viền đồ nó tròn trịa ha, không răng cưa, không xích xác ha. Rồi video chia sẻ là vậy, còn cảm nhận là cũng do các anh chị và các bạn cảm nhận ha. Cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video.
Hẹn gặp lại những video tiếp theo.